Hiện nay, để triệt lông vùng cánh tay, chân có rất nhiều phương pháp, và triệt lông Uchiha là một trong số đó. Vậy, triệt lông Uchiha là gì? Có tốt không? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Sử dụng như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé. Điều gì khiến chị em luôn phải lo lắng? Cân nặng, làn da bị lão hóa, mụn trứng cá hay chính là violon? Mùa hè đã đến. Chẳng có gì khiến phụ nữ thiếu tự tin bằng một lớp lông dài và cứng, làm không thể diện bikini gợi cảm trên bãi biển hay những set đồ ngắn năng động cá tính. Lớp lông dài và cứng sẽ bắt đầu xuất hiện khi bạn bước sang tuổi dậy thì và sẽ không bao giờ mất đi nếu không tìm được một giải pháp để tiêu diệt chúng. Triệt lông Uchiha hay còn gọi là mỡ tranh U Minh Hạ là sản phẩm thuộc công ty Uchiha Việt Nam. Như tên gọi, sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ mỡ tranh thô dưới dây truyền công nghệ hiện đại và đem đến nhiều công dụng khác nhau như trị bỏng, làm dịu làn da bị dị ứng, trị rạn da sau sinh, do tăng cân đột ngột, trị sẹo lồi, lõm, sẹo lâu năm, trị mụn, trị thâm sau mụn, dưỡng da, tóc, môi chắc khỏe, hỗ trợ triệt lông, chữa hiệu quả các vết côn trùng cánh. Đối với công dụng triệt lông, Uchiha bán kèm mỡ tranh với một sản phẩm ngoại nhập khác có tên là Velvet. Bởi lẽ, mỡ tranh Uchiha về bản chất không có tác dụng làm rụng lông cũng như tẩy lông trên cơ thể. Sau khi loại bỏ lông trên cơ thể dễ dàng bằng kem Velvet không gây kích ứng, bạn sẽ thoa một lớp mỡ tranh vào vùng da vừa tẩy lông xong. Việc này sẽ giúp se khít lỗ chân lông, tái tạo da, khiến cho lông mọc lại chậm hơn, thưa hơn và mềm hơn. Triệt lông Uchiha có tốt không? Mỡ tranh từ lâu được biết đến là một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều phụ nữ yêu thích, đặc biệt trong việc hỗ trợ triệt lông. Thành phần giảm viêm của nó giúp giảm nguy cơ viêm lỗ chân lông sau quá trình cạo, tẩy lông. Ngoài ra trong nguyên liệu còn có chứa chất béo tự nhiên, chylicerside giúp hỗ trợ làm chậm quá trình phát triển của lông từ đó làm sợi lông mềm và nhạt màu dần. Vì vậy, với việc chiết xuất hoàn toàn từ mỡ tranh thô, sản phẩm triệt lông của Uchiha hỗ trợ quá trình triệt lông hiệu quả và vô cùng an toàn. Đặc biệt, sản phẩm không chứa những thành phần gây hại cho da nên khi sử dụng, khách hàng sẽ không có bất kỳ những phản ứng ngược hay dị ứng gì. Kể cả những bạn có làn da nhạy cảm. Để triệt lông bằng sản phẩm mỡ tranh Uchiha, bạn thực hiện theo các bước dưới đây. Bước 1. Làm sạch vùng da cần tẩy lông, tay, chân, ngắt bằng nước sạch và lau khô. Bước 2. Sử dụng kem tẩy lông Velvet thoa đều lên vùng da cần tẩy lông và để 3-5 phút cho sản phẩm thấm sâu vào bên trong. Sau đó, bạn dùng dụng cụ cạo đi kèm với sản phẩm hoặc một chiếc khăn bông sạch mít mạnh vào vùng lông cần tẩy. Lúc này, lông sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Bước 3, sau khi tẩy sạch lông bằng Velvet, bạn dùng một chiếc khăn khô khác lau sạch vùng da. Sau đó, dùng một chút mỡ tranh Uchiha thoa nhẹ nhàng lên đó. Để đạt hiệu quả tốt hơn, bạn hãy kết hợp với động tác massage và sau 3-5 ngày. Tiếp tục thoa một lớp mỡ tranh lên vùng da đã tẩy lông nữa nhé. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm, để xa tầm tay trẻ em, không tẩy lông ở vùng da có vết thương hở. Trên đây là những thông tin giải đáp về những vấn đề liên quan đến sản phẩm triệt lông của công ty Uchiha. Hy vọng sẽ đem đến cho bạn những thông tin bổ ích và chúc bạn triệt lông hiệu quả với sản phẩm.